Tiếp tục qua việc anh chị ơi, một căn nhà đẹp mê luôn anh chị, 2 lầu 1 trệt 2 sân thượng, hay còn gọi là 2 lầu rưỡi hay là 2 lầu 1 tum đó quý chị. Căn này vừa mới xây xong, hôm nay em ghi hình để anh chị tham quan nhá. Nhà đẹp lắm quý chị ơi, thiết kế hiện đại nhá. Anh chị nào muốn mua căn nhà như thế này thì alo cho em nhá, 3 tỷ 950 triệu. Hoặc là anh chị nào muốn xây mẫu nhà như thế này thì mình tham khảo nhá. Căn này 3 tỷ 950 triệu, thương lượng chính chủ, nói chuyện chính chủ anh chị nhá. Căn này thì cái đường nó đẹp, nó là đường lớn nhất trong cái khu này. Đây nhà mình đây nhá. Cái đường này là 14 mét tổng anh chị ha. Lọt lòng 8 mét, vỉa hè mới bên 3 mét. Đường đẹp không quý chị, khu dân cư toàn nhà lầu quý chị thấy không? Đó, mê luôn nhá. Đó. Căn này thì công năng khỏi phải bàn anh chị ạ. Cộng cho mình 2 cái sân thượng ở phía trên. Đó, phía trên nó sẽ có 2 sân thượng và phòng thờ anh chị nhá. Ờ, nhà mình có 4 phòng ngủ hẳn hoi luôn. Đấy, khu dân cư quay nhìn phía trong rồi cho anh chị nhìn này, mê không? Đó. Rồi. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chỗ này gần chợ đêm Hòa Lân, gần chợ Thuận Giao, gần đường 22 tháng 12, gần ngã tư Đất Thánh, gần bệnh viện Columbia. À, đó quý chị, gần khu công nghiệp V-Ship 1, gần với trung tâm thương mại Aeon của Bình Dương. Đấy quý chị thấy đẹp không? Nhà thiết kế hiện đại nha. Phía trước có làm một cái mái che ở phía dưới này. Đó. Cái chỗ đây quý chị. À, cái chỗ này là cái vỉa hè ở phía trước. À, nhưng mà ở phía trong kia cộng thêm 1,5 mét nữa quý chị. Đây 3 mét nó 4 mét rưỡi nha, có thể để ô tô nhá. Đó, ở trong khu dân cư mà quý chị, mình có thể để ô tô chỗ này hoặc để xe máy. Quá ok luôn, căn này vừa ở vừa có thể làm văn phòng công ty, kinh doanh nhỏ quý nhá. Làm văn phòng công ty đại diện là ok, tại vì căn này là nằm trên cái đường trục chính, đường đẹp nhất trong cái khu này. À, và có thể kinh doanh nhỏ anh chị nhá. Đấy. Kinh doanh online chẳng hạn. Nói đùa anh chị thôi, cái này bán tạp hóa, bán thuốc tây các kiểu được. Nhưng mà đa số nhà này là mình sẽ để ở quý chị ạ, để ở hoặc là làm văn phòng đại diện công ty các kiểu thôi. 2 lớp cửa, một lớp nhôm kính sinh pha, một lớp cửa cuốn. Đấy, căn nào cũng vậy. Căn này 64 m, thổ cư full, ngang 4 dài 16. À, tất cả thông tin em Hải đưa trên kênh YouTube, em nói với anh chị là thông tin như nào thì em sẽ nói như vậy. Thông tin đúng, đủ, chính xác anh chị nhá. Nhà tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Bếp ăn nhà mình đây, ở phía cuối kia có một cái giếng trời. Đó, em quay là chi tiết để cho anh chị nào mình ở xa, mình chưa thể đi xem thực tế được, mình có thể xem trên kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó. Hai khu vực này bên em có rất là nhiều nhà đất cho anh chị tham quan. Giếng trời đây. À, labo gương soi để phía ngoài đây, cái gương nó bật là sáng lắm quý chị. Nhà vệ sinh đây. Đấy. Ở phía trên có 2 cái sân thượng, có phòng thờ, có 4 phòng ngủ, quá trời ok luôn, quá trời đẹp luôn, công năng như thế này tha hồ mà ở quý chị ơi. Đấy. Anh chị nào mà thấy căn nhà này phù hợp, alo cho em Hải đi xem sớm. Ngoài ra lưu ý này anh chị, ngoài ra em có những căn nhà khác đó nhá, nhưng mà giá rẻ hơn cũng có, giá cao hơn cũng có, tùy theo căn, tùy theo vị thế. À, như căn này là nó ở đường trục chính, đấy, nên là giá cả nó là 3 tỷ 950 triệu thương lượng, rất ok quý chị. Nhà xây mới, vừa xây xong luôn nhá. Rồi lên lầu với quý chị. À, lầu 1 và lầu 2, mỗi lầu 2 phòng ngủ. Căn này xây xong được 99% rồi, 99% rồi, chỉ còn một số cái công đoạn nhỏ xíu nữa thôi là xong hẳn quý chị. Nhà mình có nội thất gọi là nội thất cơ bản. Lầu 1 mang tới anh chị 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín. Phòng ngủ này ở phía sau của căn nhà. Nội thất cơ bản ở đây là bao gồm giường, có cửa sổ quý chị, có giường, có tủ đồ áo, có kệ tivi quý chị nhá. Tủ đồ áo, kệ tivi. Đấy. Về mình sắm thêm những cái nội thất như chăn ga gối nệm, nhà vệ sinh bên trong này anh chị. Đó. Mình có thể sắm thêm chăn ga gối nệm anh chị nhá. Đây, phòng ngủ số 2. Nhà vệ sinh bên trong luôn. Nhà vệ sinh này lớn hơn và có bồn tắm nằm. Cái phòng ngủ này là ở phía trước căn nhà, nên là diện tích rộng hơn, nên người ta làm cái nhà vệ sinh nó cũng rộng hơn, kết hợp nhà tắm. À, tủ đồ áo âm tường này, đây. Kệ tivi này. À, giường này. À, mấy cái này là gỗ công nghiệp anh chị nhá. Đấy. Cái này tặng kèm cho anh chị mình. Nhưng mà anh chị yên tâm, miễn là anh chị mình thích, giá thương lượng chính chủ. Anh chị muốn gặp chủ alo cho em Hải nhá. Đấy. Giá là mình phải làm việc chính chủ anh chị ạ, thương lượng chính chủ mà. Rồi, thông tin em Hải đưa là gần như là chính xác 100% hết rồi. Anh chị mình đi xem là nó cũng sẽ như vậy anh chị nhá. Đấy. Nhà là nhà xây mới, sổ hồng riêng, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, gần trục đường 22 tháng 12, gần chợ Thuận Giao, gần chợ đêm Hòa Lân. Đó, những cái vị trí đó là kế bên luôn. Rồi. À, lầu 2 mang tới cho anh chị mình 2 phòng ngủ tiếp theo. Đấy. Nhà mình có 4 cái phòng ngủ mà anh chị. Một căn nhà mà có 4 phòng ngủ thì còn gì nữa, đúng không ạ? Quá trời mê luôn. Đấy. Phòng ngủ số 4 phía trước đó. Ở lầu 2 này thì nhà vệ sinh mình sẽ để ở phía ngoài anh chị nhá. Còn lầu 1 là nhà vệ sinh khép kín. Đây. Là bồ cơn soi để phía ngoài nhà vệ sinh mình đây. Đấy. Thì ở trên đây là nhà vệ sinh ở ngoài anh chị nhá. Đó. Rồi. Xem cái phòng ngủ số 4 này luôn rồi em lên lầu cho anh chị mình xem. Lên trên sân thượng chứ. Sân thượng anh chị nhá. Đấy. Quá trời đẹp, nhà xây mới.
Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải, tiếp tục xem nhiều căn nhà mới, nhiều lô đất mới giá rẻ, giá cạnh tranh, giá chính chủ, thương lượng chính chủ. Đấy. À, trên này. Cái này là 2 lầu, 1 trệt, 1 tung, hay còn gọi là 2 lầu rưỡi đi. Tại vì trên đây là sân thượng á, hai cái sân thượng trước sau. Đấy. Quý chị hàng xóm này. Hàng xóm vậy là đông vui chưa anh chị? Đấy. Đây, hàng xóm của mình quá trời lên này. Toàn nhà lầu. Ở trong đây không có nhà tạm, không có nhà cấp 4 anh chị nhá. Toàn nhà lầu nhá. Toàn 2 lầu, toàn 2 lầu. Đấy, quý chị thấy không? Mê không? Đường 22 tháng 12 ngay đây này, chợ đêm Hòa Lân, chợ Thuận Giao ngay đây. Căn này mà anh chị nào muốn gặp chủ là gặp luôn anh chị nhá. Thoải mái nhá, giá mình đàm phán nhá. À, phòng thờ đây nhá. Thương lượng thoải mái anh chị nhá. Được thì mình mua, không được thì mình tham khảo cho biết cũng được, chả sao. Đây sân thượng phía trước, nhà hai sân thượng. Đó, 3 tỷ 950 triệu đó, thương lượng chính chủ anh chị nhá. Anh chị nào mà thấy phù hợp alo cho em đi, alo cho em đi. Alo ngay cho em Hải nhá. Đấy, khu dân cư đây. Rồi rất cảm ơn anh chị mình nhiều. Đã xem đến những cái giây cuối cùng của em Hải. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rồi em cảm ơn anh chị.